Đối trị căn cơ cũng giống như là mình tùy theo cái trường hợp của người thiền sinh, cái tâm lý, cái hoàn cảnh đặc biệt của người thiền sinh mà mình đưa ra những cái biện pháp để giúp cho người đó tháo gỡ được những cái mắc kẹt của họ. Gọi là đối trị, cũng giống như là một vị y sĩ. Khi mà người bệnh tới thì vị y sĩ phải biết rõ cái tình trạng của người bệnh thì mới có thể đưa ra những cái phương dược mà trị người bệnh được, tôi gọi là đối trị căn cơ. Mỗi người có một cái căn cơ khác nhau, người thì chậm, người thì mau. Người thì bị kẹt nhiều, người bị kẹt ít. Không có nghĩa là chậm, nghĩa là khó, đôi khi chậm mà có thể đi tới trước những người mau. Thành ra, đối với người chậm, mình có cái phương pháp để giúp cho người chậm. Đối với những người mau, mình có phương pháp để giúp cho những người mau. Để cho những người, đối với những người có sầu khổ nhiều, mình có phương pháp khác. Đối với những người ham chơi, mình có cái phương pháp khác. Và mình phải thấy được cái căn và cái cơ. Căn cơ tức là cái trường hợp của người đó, cái tình trạng sức khỏe của họ, cái cơ thể của họ, cái tình trạng tâm lý của họ, cái mentality của họ. Thì cái người gọi là thiền sư, mà trong Lâm Thế Lục thường hay gọi là thiền tri thức, không gọi là thiền sư, gọi là thiền tri thức, tức là người bạn tốt đó. Thiền sư là thiền tri thức, có thể tiếp dẫn được, có thể giúp đỡ được cái người kia. Người thiền 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 tri thức gọi là chủ, và cái người tới học gọi là khách. Bên là thiền chủ, bên là thiền khách, nhưng mà trong này không có dùng những danh từ đạo to búa lớn như vậy, dùng danh từ khách, chủ, thiền tri thức và học nhân. Học nhân tức là người đang học, và đôi khi tình trạng nó ngược lại, cái học nhân thành thiền tri thức và cái thiền tri thức thành là học nhân, thầy trở thành là đệ tử, đệ tử đóng vai thầy để dạy lại, để dạy lại thầy, là đối trị căn cơ. Dealing with the situation, special situation. Trong cái nguyên bản của Lâm Thế Lục đó, thì chúng ta bắt đầu bằng cái phần này. Nhưng mà lâu nay chúng ta học đó, thì chúng ta đã không bắt đầu bằng cái phần này, chúng ta bắt đầu bằng bằng cái phần thứ hai là phần khai thị. Là tại vì sao? Tại vì đối với những người mà chưa biết gì về thiền hết, về tố lâm thế hết, mà bắt đầu bằng cái phần đối trị cơ, thì họ có thể bối rối, họ có thể lạc lõng. Vì vậy cho nên từ nay về sau, chúng ta hãy bắt đầu lâm thế lục luôn luôn bằng cái phần khai thị. Khai thị có nghĩa là chỉ bày, mình dịch tiếng Việt là chỉ bày, tố chỉ bày cho những thiền khách, những đệ tử bằng một cái ngôn từ rất là từ bi. Và chúng ta đã học xong cái phần đó và chúng ta thấy được cái tình thương của tổ, cái lòng từ bi lớn của tổ. Có nhiều khi tổ la mắng nói rất là nặng, tụi bây là đủ ngu, không có đủ niềm tin nữa, bản thân của mình nói như vậy đó. Nhưng mà kỳ thực rất là nhiều từ bi, và những cái điều đó nó cũng không có khó khăn gì cả. Nếu mà mình mở rộng cái lòng mình thì mình hiểu được tất cả những điều tôi nói, không có cái gì bí hiểm hết. Nó giống như là ăn cơm đi, ăn cơm xong rồi uống nước đi, ngồi chơi đi, nó rất là đơn giản như vậy. Và mình đã học xong được cái phần đó, gọi là phần khai thị, nói bằng tiếng Việt là phần chí bày. Nó
Nó không phải là những cái mẫu đối thoại, những cái cuộc đối trị. Thì bây giờ mình mới đi sang cái phần kia, cái phần của sự đối trị. Rồi sau này mình có làm, mình có xuất bản Lâm Thế Lục bằng tiếng Việt. Nhà xuất bản Parallax hay là nhà xuất bản Lá Bội thì nên trình bày Lâm Thế Lục như vậy, đi vào nghe tổ khai thị trước. Tổ nói bằng một cái giọng rất là nhẹ nhàng, rất là từ bi trước. Và sau khi mình đi qua phần đó rồi thì mình mới có cơ hội, mình mới có khả năng thấy được một cái gì ở trong những cái cuộc đối đáp như thế này. Quan phủ, thường thị họ Vương cùng với các quan thỉnh thiền sư lên pháp tòa. Cái thời gian này là có một nhà chính trị, một ông quan phủ tên là Vương, ông rất là hâm mộ. Và ông thường thường tới với những vị khác, những nhà chức trách khác để tới học đạo với là thiền sư Lâm Thế. Chứ thường thì đây nó có nghĩa là cố vấn bình thường, ordinary advisor to the king. Mình là quan phủ nhưng mà mình cũng có thể làm tai mắt cho vua. Mình có thể cố vấn cho vua về cái tình trạng, cái địa phương mình là quan thường thị, quan phủ, nhưng mà cũng là cố vấn cho vua thường thị. Cũng như là mình là đệ tử của thầy, nhưng mà mình cũng có thể là cố vấn cho thầy. Mình làm tai, làm mắt cho thầy, mình giúp thầy để thầy có đủ những cái dữ kiện để mà đối phó, giúp đỡ với những cái thiền sinh họ tới tham học. Thì mình cũng là cố vấn của thầy, mình cũng là thường thị. Tuy là mình cũng phải là quan phủ. Quan phủ thường thị họ Vương cùng với các quan thính thiền sư lên pháp tòa. Thính lên pháp tòa là để thầy có thể chỉ bày. Thiền sư bước lên và nói: hôm nay vì việc bất đắc dĩ thuận theo nhân tình cho nên tôi mới lên ngồi trên pháp tòa này. Nghĩa là tôi không muốn làm điều này. Tôi muốn lên trên này ngồi đóng cái vai thiền sư. Tôi không thích như vậy. Nhưng mà thuận theo cái nhân tình, tại vì người ta đòi như vậy thôi. Thành ra tôi phải làm như vậy thôi. I don't like it. Tại sao mình là thầy tu mà mình không có muốn thực pháp? Có lẽ là tại vì cái trông chờ đòi hỏi của người ta, mình biết là mình không có thỏa mãn được. Không phải là mình không có khả năng, không có kiến thức. Nhưng mà đòi những cái mà mình thấy rằng là mình không có cung cấp được. Ví dụ như họ đòi hỏi những cái kiến thức Phật Pháp mà mình đã chẳng nghĩ kiến thức Phật Pháp rồi. Mình biết là họ cấp mấy đi nữa thì họ cũng trơ trơ như vậy thôi, không có thay đổi gì hết. Bao nhiêu những cái tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến của họ học 3 năm cũng vậy, 5 năm cũng vậy. Thành ra lên đây giảng thêm giờ đồng hồ nữa cũng chẳng có ích lợi gì. Thành ra không có thích. I don't like to do that anymore. I waste my time and I waste your time. Quý vị có hiểu không? Có hiểu được cái tâm của tổ hay không? Mình có đi ngang qua thì mình biết. Và có biết bao nhiêu trong thời của tổ đang đánh mất thời gian của họ và làm đánh mất thời gian của những người khác, những người gọi là tới học với họ. Thật
thuần theo nhân tình, tại vì người ta muốn, thành ra mình phải làm như vậy bất đắc dĩ thôi. Nhưng mà trong bụng sẽ cố ý làm khác, làm ngược lại. Rồi để mình coi tổ làm ngược lại sao. Tại vì có cái cung và có cái cầu. Có cái cầu cho nên mới có cái cung. Cầu tức là những cái đòi hỏi đến để được thỏa mãn. Và cung là những cái mình sản xuất ra để mà thỏa mãn cái đòi hỏi đó. Quần chúng đòi hỏi cái này thì mình phải cung cấp cái kia. Nhưng mà trong trường hợp này tổ không có muốn cung những cái người ta cầu. Tại cái cung cầu đó nó mới đi tới đâu hết. Nói như thi sĩ Lực Hồng Lực, vô ích. Teaching Buddhism and learning Buddhism completely useless. Các vị giáo thọ của mình nghe chưa? Hôm nay vì việc mất rất dĩ, cho nên thuận theo nhân tình, cho nên tôi mới lên ngồi trên pháp tòa này. Nói, nếu nói đến cái chuyện chính thức đề xướng việc lớn của truyền thống tổ tông thiền, cái mà đã nói ấy, cái mà cần nói ấy, là đề xướng cái đại sự của truyền thống thiền, thì cái đó không có làm được, cái đó nói không có được. Tại vì cái đó không có thể thực hiện được bằng cái sự nói năng, bằng ngôn ngữ. Nếu nói tới chuyện chính thức đề xướng, formally announcing cái việc lớn, đại sự, the great enterprise, là đề xướng cái tôn chỉ của truyền thống thiền, thì tôi sẽ không thể mở miệng ra được. Tại vì mở miệng ra là nó sai cái đó. Tôi chỉ có thể ngồi yên mà mỉm cười thôi. Nhưng mà tại vì quý vị ép quá, ép tôi quá, tôi không thể mở miệng ra được. Và quý vị cũng không có biết đặt chân vào đâu. Quý vị cũng luống cuống, không biết đặt chân vào đâu. Tại vì đây không phải là lĩnh vực của sự học hỏi, đây không phải là lĩnh vực của sự nghiên cứu. Đó là lĩnh vực của sự sống. Đó là lĩnh vực của giác ngộ của sự sống. Đây là chuyện thở, chuyện đi, chuyện ăn cơm, chuyện sống mỗi giây phút trong tình độ, trong an lạc, trong giải thoát. Chứ không phải là chuyện nói và chuyện nghe. Chuyện nói và chuyện nghe là để cho các trường đại học. Các trường đại học họ có khả năng cấp phát những cái bằng cấp gọi là tiến sĩ Phật học, PhD on Buddhist Studies. Nhưng mà ở đây, tại Thiền viện Lâm Thế, mình không có làm được đó. Nếu quý vị muốn có cái đó thì đi sang bên kia, đi sang trường Harvard hay là trường Oxford. Không, ở đây không có cung cấp những cái những yếu đó. Vì vậy cho nên tôi mở miệng không được, mà quý vị không có biết đặt chân vào chỗ nào. Và nó chỉ khi nào mình là người tri kỷ với nhau thì mình có thể tham dự vào chân này được. Còn nếu mà mình đòi hỏi cái đó và mình cung cấp cái này thì mình đi vòng ngoài thôi. Nhưng hôm nay vì quan thường thì cứ thỉnh cầu mãi. He insist, quan thường thị insist. Làm sao tôi có thể giấu kín được cái tông chỉ cương ứng của thiền? Tôi phải làm cái gì? I have to do something. Hay tội không? Vậy thì có vị chiến tướng nào muốn phất cờ mở trận thì hãy xin ra đối diện với đại chúng đây để nêu vài chứng cớ xem sao. Tức là mở ra một cuộc đối thoại, và có thể trong cái cuộc đối thoại đó nó có một cái ánh lửa nó xẹt ra, và cái ánh lửa đó sẽ đốt cháy được
có thể đốt cháy được cái màn của mình nó đang che lấp cái tâm của mình. Thì đây gọi là những cái thiền thiền chiến Zen Battle. Và thiền sư sắp mở một cuộc chiến, một trận chiến về thiền. Zen Battle là một cuộc đối thoại. Và những cuộc thiền chiến đó có khi hai bên đều thua xiêm liệng hết. Và có thể là tỳ da tóc vảy, dập đầu u trán đi chơi thiền chiến. Quý vị nào đã từng hành nghề tâm lý trị liệu, quý vị chắc cũng có một ít kinh nghiệm. Phải như vậy không? Đôi khi phải đánh giặc với người kia. Đánh giặc thực sự đôi khi đấm đá nhau thiệt, chứ không phải là chỉ bằng lời thôi. Nếu cần phải đánh, đấm, phải vật lộn nhau. Vậy thì có vị chiến tướng nào muốn phất cờ mở trận, mình là tướng quân, mình xông ra vòng tên đạn. Và trong cái trận đánh này gọi là thiền chiến, Zen Battle, cuộc chiến, một cuộc đấu đo sức, một cái cuộc đo sức ngang ngửa giữa người thiền sư và người thiền sinh, giữa người thiền trí thức và kẻ học nhân. Những cái danh từ đó là mình thấy ở trong cái phần đầu. Vậy thì có chiến tướng nào muốn phất cờ mở trận thì hãy xin ra đối diện với đại chúng đây để nêu ra vài chứng cứ xem sao. Nên mỗi khi mình có một cái buổi gọi là vấn đáp, thì đó là một cái buổi thiền chiến. Ở ngoài đời khi mà mình muốn hỏi câu gì thì mình ngồi ở trong đó, mình đưa tay lên nói, hỏi đi, hỏi xong rồi trả lời. Nhưng mà ở trong thiền nó không phải như vậy. Nếu mà anh chỉ dùng cái đầu của anh, cái trí năng của anh để hỏi một câu, để góp nhặt một vài cái kiến thức ấy, thì chuyện đó là chuyện ở trong trường học rồi. Nhưng mà đây không phải là như vậy. Ở đây không phải, cái mục đích của mình không phải là đi kiếm chác một ít những kiến thức Phật pháp. Ở đây là đánh lộn với thầy. Vì vậy cho nên ở lần mai mình có hai cái ghế, thầy ngồi một cái ghế và mình phải lên ngồi một cái ghế. Đó là chuyện đánh lộn. Mình phải hỏi cái câu hỏi nào mà nó có thể giúp mình vượt thoát ra khỏi cái tình trạng bế tắc, tuyệt vọng của mình. Còn nếu mình lên mà hỏi một cái câu có tính cách bác học, tìm hiểu một vài cái ý niệm về Phật giáo, thì nó làm mất thì giờ của thầy, làm mất thì giờ của mình. Vì ở đây không phải là trường học, phải là Phật học viện, không phải là viện cơ bản Phật học, không phải là trường cao cấp Phật học. Đây là thiền viện. Và đây là một cuộc chiến. Hỏi câu hỏi nào nó đúng là câu hỏi. Câu hỏi có khả năng phá vỡ được cái sự tù ngục. Câu hỏi sống chết. Nếu không có câu hỏi đó thì đừng có hỏi, đừng có lên hỏi. Đừng có hỏi bác chánh đạo là gì, bắt đầu bằng chánh kiến, chánh tư duy, mấy cái đó đâu cần phải hỏi. Mở từ điển ra, Phật học từ điển ra có rồi, tại sao phải lên hỏi thầy? Vì vậy cho nên nếu không có câu hỏi thì đừng có lên hỏi. Và nếu hỏi thì câu hỏi mình có thể xé toang cái màn vô minh và nó giải phóng được, không phải cho mình. Đôi khi nó giải phóng được cho cả thầy và cho cả cái đại chúng đang ngồi trong đó. Cái đó gọi là thiền trận, thiền chiến. Vậy thì có vị chiến tướng nào muốn phất cờ mở trận, hãy xin ra đối diện với đại chúng đây để nêu ra vài chứng cứ xem sao. Nêu ra một vài cái gì đó, những cái kinh nghiệm của mình, những cái đau nhức của mình, những cái thất vọng của mình, những cái vết thương cũ chưa lành của mình. Đem sự sống ra đây. Đừng có đem cái trí năng
vô ích. Có một vị xuất gia bước ra, can đảm quá, hỏi đại ý của Phật pháp là gì? Cái đại ý dịch đúng từ là great idea, là grand idea di Buddhism, di Buddhism. Cái đại ý đây nó có thể có nghĩa là the main idea, tức là cái ý chính, cái cốt lõi, cái tinh ba, cái trái tim của Phật pháp. Có thể là vị này học Phật 3 năm rồi, học xong chương trình Phật pháp cơ bản, trường cơ bản Phật học rồi. Vị này cũng có thể học xong trung cấp lên cao cấp rồi, nhưng mà thấy không có dính líu gì tới mình hết. Và nếu vị này cần phải đăng đàn thuyết pháp thì cũng có thể nói được một bài pháp 1 giờ 2 giờ về Phật pháp, chứ không phải không. Nhưng mà vị này đang bị confused. Vị này không có biết, không có biết cái cốt lõi của Phật pháp thật sự. Tất cả chúng ta người nào cũng có thể cho một bài pháp thoại về cái đại ý của Phật pháp, về cái tinh ba của Phật pháp. Chúng ta có thể nói như thế này là Phật pháp á, là cái phương pháp để giúp cho mình sống tỉnh thức an lạc trong giờ hiện tại, để mình có thể có định, có tuệ, rồi mình có thể có khả năng tiếp xúc sâu sắc và hiểu thấu được, thấy được cái tính chất bất sinh bất diệt của thực tại, để mình vượt thoát những cái sầu đau, những cái lo sợ. Nói như vậy cũng được, nói như vậy cũng đúng, nhưng mà nó có ích lợi gì cho người kia không? Và người kia đem cái đó về có xài được không? Có sử dụng được không? Và nhiều khi nó rất là, tiếng Anh là frustrating. Mình cố gắng, mình đem hết tất cả cái khả năng của mình, cái lòng thành của mình để hiến tặng, rồi người kia tiếp nhận như là một cái ý niệm, rồi hỏi thêm, rồi về. Có nhiều khi mình đem hết trái tim của mình ra, mình trình bày một vấn đề, rồi đến khi người đó đứng về hỏi một câu, mình rất là tuyệt vọng. Thế là hồi nãy giờ mình cho hết cả trái tim, người đó không có nhận được một cái chút tối thiểu này. Và các vị đã từng biết như vậy, đã từng thấy như vậy, cho nên mình hiểu được tổ lâm tế. Khi mà được hỏi một câu như vậy là tổ ngán lắm đó. We understand him, right? Đại ý Phật pháp là gì? Trời đất ơi, thiền sư hét. Bây giờ quý vị hiểu chưa? Thiền sư hét, tức là lấy cái gươm chặt cái đó đi. Do you need it? Anh cần cái đó không? Cái đó có thể giúp được anh hay không? Anh có bao nhiêu định nghĩa về cái đại ý của Phật pháp rồi? Bây giờ anh muốn có thêm một cái nữa hả? Để so sánh với những cái của anh đang có hả? Đó là công việc của tôi không phải là người đi bán những cái đó. Anh đừng có hòng mua được một cái từ nơi tôi phải là người bán hàng. Và tiếng hát đó nó có nghĩa như vậy. Tiếng hát đó là một lưỡi gươm, nó có khả năng chặt đứt cái khuynh hướng đi tìm tòi bằng cái trí năng của mình, chấp chưa kiến thức. Vì xuất gia kia lại, thì vì đó có hiểu hay là không hiểu điều đó, không có biết, mình đâu biết được, tại mình đâu biết đâu, mình đâu có trực tiếp biết về đó là pháp này hay là nghiêm kia. Thành ra mình chỉ thấy vì này vì kia lại thôi. Thì cái lại đó có thể là một cái sự giác ngộ, cái lại đó có thể là ông sợ, mình đâu biết được. Và thiền sư nói, cái ông thầy này có thể nói chuyện được đó, đây là rất là từ bi. Ví dụ như một người vừa lên hát cho mình nghe, mình thấy hay gì mấy, nhưng mình nói, cha con hát cũng khá hay.
là để khuyến khích thôi. Mà trong này đâu có gì đâu, trong cái phần nhất này đâu có gì đâu. Thưa quý vị, tìm hiểu cái tư tưởng uyên áo gì ở trong này. Ở trong này nó có ẩn chứa một cái tư tưởng uyên áo gì hay không? Và những cái điều thầy kể đó đôi khi nó có, nhưng mà điều những cái điều thầy nói về cái đoạn này đôi khi nó có thể giúp cho quý vị được. Mà cái đó không phải nằm ở trong này. Những điều thầy nói nó không phải nằm ở trong này. Ông thầy đó là ai vậy? Ông có mặt ở trong cái đại chúng ngày hôm nay không? Cố nhiên là ông đang ngồi chỉ y đó. Có thể ông đó là mình. Vì vậy cho nên khi mà mình học được cái phần kia rồi, cái phần gọi là khai thị, phần gọi là anh em dịch là gì? Chí bài tiếng Việt, chí bài, thì mình có cái cơ hội để có thể hiểu được những cái mẫu đối thoại này. Cho nên sau này mà quý vị giảng Lâm Thế Lục phải bắt đầu bằng cái phần kia. Nếu không thì đi vào đây là lúng túng, lost, không có biết là nói cái gì vậy. Đó là một cái episode, một cái màn, cái scene của vở kịch. Bây giờ có một người khác tôi hỏi, tức là vị xuất gia đó. Quang Thần Thủy Hậu Vương đang có mặt ở đó. Có thể là được ngồi, nhưng mà các thầy kia đang đứng. Chứ không có được ngồi như thoải mái như thiền đường Thái Bình Dương đâu nha. Trong những cái buổi đối trị căn cơ này, phần lớn đều đứng hết, chỉ trừ những vị trưởng lão, những vị khách quý như là Quang Thần Thủy Hậu Vương. Một vị khác hỏi, tức là một vị xuất gia khác hỏi, thiền sư sướng lên khúc hát của truyền thống nào? Thầy sướng lên khúc hát của truyền thống nào? Và nối tiếp cái tông phong của ai? Tức là muốn hỏi về cái bối cảnh, cái gốc gác của cái pháp môn. Tức là muốn hiểu về cái tổ tiên và cái đường lối của cái gốc gác của cái giáo pháp và cái sự thực tập của Tổ Lâm Thế, đi tìm nguồn gốc. Như người ta hỏi mình là đạo buộc gì, mình có phải là đạo truyền thống Vipassana hay là mình truyền thống thiền Lâm Tế, thiền Thảo Động. Họ muốn hỏi như vậy đó. Họ muốn identify mình. Họ muốn dán cho mình một cái nhãn hiệu. À, này cái là thiền Lâm Tế, tôi biết thiền Lâm Tế mà. À, này là thiền Thảo Động, tôi biết thiền Thảo Động mà. À, cái này là Vipassana, tôi biết Vipassana mà. Thành ra mình có những cái nhãn hiệu có sẵn trong này, lấy ra dán vào đèn cái, lấy ra dán vào đèn cái. Đó là cái thói quen của chúng ta. Đây là người Mỹ này, dán cái nhãn hiệu Mỹ. Đây là người Hà Lan, dán cái nhãn hiệu Hà Lan. Đây là người Mỹ Tây Cơ, dán Mỹ Tây Cơ. Làm như mình biết Mỹ là cái gì rồi, Hà Lan là cái gì rồi, Mỹ Tây Cơ là gì. Thực ra mình không có biết gì hết về những người đó. Đây là người Cộng sản, đây là người tư bản, đây là người chống cộng, đây là người theo cộng. Mình sẵn sàng có những cái nhãn hiệu để dán lên cho người ta. Là mình thương người ta hay là ghét người ta? Là mình thương cái nhãn hiệu đó, mình ghét cái nhãn hiệu đó ta. Nếu mà tôi bắn anh được,
là tôi tin chắc rằng anh là quân phiến loạn, anh là quân khủng bố, anh là terrorist. Còn nếu tôi thấy được anh là một con người có đau khổ, có lo lắng, có vợ, có con cần phải chăm sóc, thì tôi đâu có thể bắn được anh. Thấy được con người này anh thì tôi làm sao bắn được anh. Chỉ khi nào tôi dán cho anh một cái nhãn hiệu là quân khủng bố, sự có mặt của anh không có lợi cho thế giới này. Khi mà tôi tin chắc như vậy rồi thì tôi mới có khả năng bắn cái cò súng để cho anh chết. Tôi mới có thể nói rằng anh có trên cuộc đời này thì cuộc đời này nó sẽ đẹp hơn. Tất cả đều là vấn đề dán nhãn hiệu. Mà khi mà thấy được con người đích thực thì không có làm cái chuyện đi dán nhãn hiệu nữa. Mình dán nhãn hiệu để mình tôn sùng, hay là dán nhãn hiệu để mình tiêu diệt. Vì vậy cho nên cái mục đích của Tổ Long Thế là đi tìm con người, chứ không phải là đi dán nhãn hiệu. Do là nhãn hiệu đó là nhãn hiệu Cơ Đốc giáo, Phật giáo, Thiền, Tịnh độ. Nếu ta phải học làm thế nào để đừng có tiếp tục cái thói quen. Trong túi mình có rất nhiều nhãn hiệu. Lúc mình lấy ở đâu mà nhiều quá như vậy. Rồi mình đem ra mình giảng. Và khi mình giảng như vậy thì mình học toàn cô lập mình. Mình có tìm thấy được con người. Mà chúng ta phần lớn đều làm cái việc đó hết. Tổ Long Thế nói đừng làm cái việc đó. Đừng có dán nhãn hiệu. Phải để cho mình được tự do, để mình có cơ hội tiếp xúc với con người. Thiền sư sướng lên khúc hát có truyền thông nào, tiếp nối tông phong của ai, mình nghĩ rằng mình hỏi được, mình tìm được ra những cái đó là mình có thể hiểu được thiền sư hơn. Và mình có một cái khung khổ có sẵn mà mình đặt thiền sư vào trong khung khổ đó để mình dễ nhận diện, identify người đó. Nhưng mà thiền sư là một con người đích thực, thiền sư là một cái chân nhân là true human being. Mình nhét vào bất cứ một cái khung nào cũng được hết đó. Và cái khuynh hướng, cái thói quen đi dán nhãn hiệu nó rất là rõ. Mình nghĩ rằng là khi mình nghe một cái câu, nghe một cái danh từ là mình có thể hiểu được người đó. À, tôi tu thiền, tôi tu anh, tôi tịnh độ. Thiền của tịnh độ rất là khác. Mấy cái đó. Thiền sư sướng lên không có hát có truyền thống nào và tiếp nối tông phong của ai. Thì mình nghe Tổ trả lời, ngày xưa hồi tôi còn ở với thầy Hoàng Bích đó, 3 lần tôi đặt câu hỏi thì 3 lần tôi bị đánh. Mà khi mà mình thấy Tổ trả lời như vậy mình thấy thương quá. Không phải thương là vì Tổ bị đánh, mình thương về cái cách Tổ nói với người kia. Đáng lý phải nói anh muốn đánh không mà anh hỏi câu đó. Mình theo nguyên tắc là hỏi như vậy là đáng bị ăn đòn lắm. Nó không có thiền gì hết. Nó là chuyện đi dán nhãn hiệu, đi tìm danh từ, đáng bị ăn đòn. Nhưng mà Tổ đã không có đánh. Tổ nói là ngày xưa tôi cũng làm như anh vậy và tôi bị oảnh đó. 3 lần thầy tôi oảnh vì này suy nghĩ. Tức là người đó hiền tin ghét. Và suy nghĩ tức là vẫn sử dụng cái đầu của mình như thường. Cái câu nói đó nó đáng lý, nó phải
nó phải làm bung ra một cái thấy. Nhưng mà nó đã thất bại, nó không làm bung ra được cái thấy, tại vì ông này, ông ấy níu được câu đó, ông tiếp tục suy nghĩ, thinking. Và bây giờ sư liền hét, tức là thiền sư hét, thiền sư dùng tới cái vũ khí thứ hai, bắt đầu dùng cái câu kia rất là nhẹ nhàng, nhưng mà thất bại. Bây giờ dùng đến một cái biện pháp mạnh hơn, hét một cái để cho người kia ngưng suy nghĩ. Tại người kia, cái sào đầu tiên đưa cho để người kia nắm lấy để đừng chết đuối, thì người kia chụp không có được. Bây giờ đưa ra cái sào thứ hai, tiếng hét. Sau đó sư còn đánh thêm cho một cái nữa, tức là ba cái. Ban đầu là một câu nói rất là dễ thương, thứ hai thất bại rồi thì cho thêm tiếng hét nữa, tiếng hét cũng không thành công, thì nó đánh một cái, ba cái đều thất bại. Đây là sự thất bại của ai? Có rất là nhiều cái mẫu đối thoại như thế này, nó chứng tỏ là có sự thất bại. Nhưng mà mình á, nếu mình đọc những cái này với sự thông minh, mình có thể làm ăn khá hơn cái đường sự. Đương sự đang ngồi đó, đừng có nói chuyện này là chuyện nó xảy ra thế kỷ thứ 9, thứ 10. Không, nó đang xảy ra trong giờ hiện tại. Đương sự đang ngồi chỉ ý ra đó. Ba lần thầy giúp, ba lần mình thất bại. Nhưng mà mình thấy cái lòng từ bi của tổ nó đã hết đâu. Tôi còn nói thêm câu nữa, thầy đừng có mong đóng cọc vào trong hư không. Mình đóng cái cọc á là mình muốn có một chỗ nào cho nó vững chãi, để mình cột một con lừa hay cột một con bò hay cột cái gì đó, hay cột hay đóng cái lều. Mình muốn có một cái chỗ để mà nương tựa bám víu. Vài vậy không? Mình đóng lều, mình cắm lều thì mình phải đóng cọc vào trong đất. Nếu quý vị đóng vào trong nước thì đâu được. Đóng vào trong hư không cũng không được. Và chúng ta muốn tìm một cái chỗ căn cứ, một chỗ để chúng ta nương tựa. Nhưng mà nếu chúng ta đi tìm những cái đó ở trong cái lĩnh vực của suy tư, của khái niệm, thì giống như là chúng ta muốn đóng cọc trong hư không, không thể nào mà có được một cái chỗ vững để mà treo dừng cái lều, hay là cột một con dê để nó ăn cỏ. Đóng cọc là như vậy. Và người đóng cọc trong hư không đó là ai? Có phải là kiếm thầy đó hay không, hay là chính mình đấy? Mình thử tự hỏi mình, có phải là mình lâu nay đang đi tìm cọc đóng, và mình chỉ đóng ở trong cái hư không rồi thôi, thành bao chứ bao giờ mình có một cái chỗ an tâm lập mạng vững chãi. Đừng có mong, đừng có hòng đóng cọc ở trong hư không. Có vị tòa chú nên hỏi, tòa chú ở đây là ai? Đá mà thích sợ. Không phải là thầy thường, không thấy là một vị xuất gia thường. Bây giờ là tới tòa chú rồi. Có trường đăng rồi. He is qualified. Có vị tòa chú nên hỏi, giáo lý của ba thừa và có 12 thế tài không lý không làm sáng lên được cái tính bộ của trong ta.
Tất nhiên là đây là cái nghề của chàng. Nghề của chàng là đi giảng. Dharma teacher mà. Thì mình đi giảng Pháp thì mình phải tin rằng Pháp có khả năng làm sáng lên cái Phật tánh trong người mình chứ. Nếu mình không có tin như vậy thì mình đâu đi giảng được. Và nếu người ta không có tin như vậy, họ ai chứ mà nghe giảng, tới nghe giảng mình. Ai chịu đi mua một cái ticket để tới nghe Pháp. Nếu mà họ không có nghĩ, tin rằng nghe tới nghe Phật Pháp thì có thể sáng lên cái tâm buộc ở trong mình. Rồi cả hai bên là giáo thọ và người tới nghe giáo thọ phải tin vào chuyện đó mới được chứ. Nhưng có nói ông tòa chú ông nói như vậy là rất là hợp lý. Nhưng cái lý của ông tòa chủ với cái lý của tòa luận thế nó rất là khác nhau. Giáo lý ba thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa, 12 thể tài. Tức là giáo lý đó trình bày bằng 12 cách: trường hàng, trùng tụng, cô khởi, thí dụ, nhân duyên, vô vấn tự thuyết, vân vân và vân vân. Cái đó nằm ở trong từ điển, mình đâu có thời giờ để mà giảng mấy cái đó ở đây. Với lại mình có rất nhiều Dharma teacher trong chùa rồi thì tại sao mà thầy phải giảng mấy cái đó, tốn thời giờ của thầy, tốn thời giờ của đại chúng. Thì cái giáo lý ba thừa được diễn bày qua 12 cái thể tài đó, không có lý, không có ích lợi gì hết sơ, tức là muốn silence, muốn vấn nạn tổ sư, tức là tôi nói cái sự học hỏi Buddhist study không có ích lợi gì hết sao? Đó là nghề của con mà. Nhưng lý con có được đi hành nghề sao? Giáo lý của ba thừa và của 12 thế tài không lý cũng làm sáng lên được tính buộc trong tay không? Thiền sư nói, cỏ hoang của thầy chưa từng sởi. Cỏ hoang trong vườn tâm của thầy chưa từng sởi. Tôi nói với mình, mình giảng giải thao thao về giáo lý tam thừa, 12 thế tài, thập chỉ một kinh. Nhưng mà những cái phiền não, đam mê, giận hờn, nghi ngờ, ganh tị, nó còn y nguyên. Thì mình giảng làm cái gì chứ? Mình nghe những giảng để làm gì chứ? Thì cái chuyện giảng của quý vị, chuyện nghe quý vị không có dính líu gì tới cái hạnh phúc với đời sống của quý vị. Vườn cỏ hoang của thầy, ở đây dịch mình thêm chữ vườn tâm, cỏ hoang trong vườn tâm của thầy chưa từng sởi. Get down to the practice. Phải biết thở, phải biết bước chân, phải biết nắm lấy tâm ý, phải biết nhận diện những tâm hành của mình, phải giải thoát. Đó là cái ý của tôi. Cỏ hoang của thầy chưa từng sợ. Mình để gai góc cỏ hoang mọc đầy trong vườn tâm của mình. Mà mình thì làm sao mà cái Phật tánh, cái tánh buộc ở trong mình nó sáng ra được. Anh có giảng giải Phật Pháp 30 năm cũng vậy. Chỉ có đi nghe giáo lý 30 năm thì cũng vậy thôi. Sư cô Liễu Nghiêm nghe giáo lý mấy chục năm rồi? 30 năm chưa hay hơn? 20 năm cũng khá. Chắc là thêm 30 năm nữa là 50 năm. Khi nào thành sư bà? Thì mình thấy vị tòa chủ này cũng cứng đầu. Tại cái câu mà có hoang của vườn tâm thầy chưa từng sởi, một câu rất là hay. Đáng lý phải, mình phải tiếp nhận được phải không? Nếu mình có cái sự giác ngộ thì câu này là đủ để cho mình xài. Mình lại xuống cái đi về cho rồi, còn ráng nói thêm câu nữa.
Đạo Mạc Thật Sự nói gì? Tòa chủ nói không có lý buộc là đánh lừa người ta, đánh lừa người ta. Tức là buộc có diễn thuyết, có giảng dạy. Và những cái lời giảng dạy của buộc có ghi vào tam tạng rõ ràng, không có lý, tất cả những cái đó đều vô ích. Không có lý buộc là đi bán hàng giả, đánh lừa người ta. Cái ông này, cái ông giáo thọ này, Đa Ma Thích Sơn này, cái cô giáo thọ này, cứng đầu thiệt đấy. Sư hỏi, buộc ở đâu? Thầy vừa mới nói tới buộc, tòa chủ vừa nói với thầy buộc, buộc ở đâu? Buộc là một thực thể ngoài thầy hay là buộc ở trong thầy? Thầy biết gì về buộc mà thầy nói? Cũng như là trong cái công án, trong cái thời đầu niệm Phật thì thùy rất là nổi tiếng, hiện bây giờ cũng còn đang được thực tập ở Trung Quốc, ở Đại Hàn và các nước Phật giáo. Who is the one reciting the Buddha's name? Niệm Phật thì thùy. Ai là người đang niệm Phật? Ai là người đang tụng kinh? Ai là người đang ngồi thiền? Đó là câu hỏi. Thì câu hỏi đó nó là một sự mời mọc, mời đi, mời mình đi trên một cái chuyến tham khảo, khám phá. Khám phá cái gì? Ai? Mình là ai? Và mình đang niệm Phật. Đó là một cái công án thiền, một cái thoại đầu thiền. Cái mục đích của nó là giúp cho mình tìm ra cái mặt mũi của mình là ai. Mình là cái người đang tu đấy, mình là người hành giả, mình là người đang niệm Phật, mình đang đi tìm Phật, mình là ai. Và hầu hết những cái người thực tập công án đó, thực tập cái thời đầu đó, đều vướng vào một cái mà họ không có biết. Khi mà tới lần mai hay là quyển thì họ mới biết. Tại vì cái thái độ này, cái thái độ hết sức là mầu nhiệm. Niệm Phật thì thùy. Niệm Phật thì thùy. Mình dịch là ai là người niệm Phật? Tại cái chuyện niệm Phật nó đang xảy ra này. Nam Mô A Di Đà Phật. Nó đang xảy ra. Và khi mà con niệm á, thì con năng niệm và sơ niệm. Cái người niệm và cái người bị niệm có phải vậy không? Cái gì nó cũng có năng, có sở, có chú thế của đối tượng hết, là năng niệm, sở niệm. Thì năng niệm là ai? Ai là người đang niệm Phật? Và cái thoại đầu này nó mời mình đi trên một cái chuyến du khảo, một chuyến du hành, một chuyến hành hương, để mình có thể tìm ra được cái người đó, cái người đang niệm Phật là ai. Who are you? Cái thời đầu này sở dĩ mà nó có một cái địa vị quan trọng là tại vì
nó có đóng, nó đóng cái vai trò là bắt một chiếc cầu giữa thiền và tịnh. Người ta sao trong thiền mà nói chuyện niệm Phật làm chi? Tại vì cái người đưa ra cái thoại đầu thấy rõ ràng là người niệm Phật cũng có thể hành thiền được. Vì vậy cho nên và có những người vừa hành thiền và hành tịnh độ. Vì vậy cho nên cái câu này, cái câu thoại đầu này nó đánh động được cái sự tò mò không phải là của người thiền giả mà của người tu tịnh độ luôn. Và trong thiền nó có cái thiền thất, cái truyền thống thiền thất, tức là 7 ngày tu thiền liên tiếp. Tại vì trong tịnh độ nó cũng có cái Phật thất, tức là niệm buộc luôn 7 ngày. Bây giờ đang mốt đó, mốt này đang thành hành ở Việt Nam. Thiền thất là 7 ngày tu thiền, khóa tu đó, gọi là Phật thất, tức là 7 ngày niệm buộc. Thì cái thời đầu này ai là người niệm buộc thì thùy. Nó có cái mục đích giúp cho mình đi khám phá bản thân của mình. Mình là ai? Mình tưởng mình biết mình là ai rồi. Và câu này nó nói anh chưa biết anh là ai đâu. Anh phải đi tìm anh mới được. Nhưng mà trong cái câu này nó còn có cái sở niệm. Tức là mình là người niệm Bụt và cái đối tượng quan niệm của mình là Bụt này. Thì mình làm giống như mình biết Bụt là ai rồi. Mình chỉ chưa biết mình là ai thôi, chứ còn Bụt mình biết rồi. Cái kẹt của cái thời đầu là chỗ đó. Là we presume that we already know who the Buddha is. But we don't. We don't know who we are, but we know who the Buddha is. Mình phải đợi tới lần mai mình thấy được điều đó. Mình làm như là mình biết Bụt là ai rồi, mình chỉ chưa biết mình là ai thôi. Ai là người niệm Bụt? Thành ra trong cái câu này 4 chữ là cái mùi dùi nó chỉ về cái chữ ai, phải không? Có ai chỉ về chữ Bụt đâu. Tại vì mọi người đều cho là mình biết Bụt là ai rồi. Có một thầy tên là Di Sơn, đầu bằng tiến sĩ ở bên trường đại học London đó, người đại hai, rất là giỏi tiếng Anh, Phật học rất là thâm uyên. Không thể nào nói là tiếng Anh của thầy cũng giỏi, tiếng Anh của thầy rất là giỏi, tại vì tiến sĩ Phật học ở bên Anh, là phải ở Việt Nam. Hôm đó tại trường đại học Đông Quốc á, ở Hăng Thành, thì tôi có giảng về cái đề tài này và tôi có nói một cái câu bằng tiếng Anh rất là đơn sơ mà thầy lúng túng thì dịch nữa. Tôi nói như thế này: If you think you know who the Buddha is, you are wrong. If you think you know who the Buddha is, you are wrong. Thì thầy lúng túng thẳng nhìn được. Không phải là tại cái câu đó nó khó, nhưng mà thầy rất là bất ngờ. Tại vì ai cũng nghĩ rằng là mình biết Bụt là ai rồi. Mình chỉ biết, chưa biết mình là ai thôi. Mà nếu mình quá thật mình biết Bụt là ai rồi, thì mình cũng biết mình là ai rồi. Và đây là mình presume mình biết Bụt là ai rồi. Vì vậy cho nên mình chưa biết Bụt là ai và mình cũng chưa biết mình là ai. If you think that you know who the Buddha is, you are wrong. Tức là you don't know who the Buddha is. Đây là kêu đó. Thì sư hỏi Bụt ở đâu? Anh biết cái gì bị về Bụt mà anh dám mở miệng ra phát âm cái chữ đó?
Tại khi mình biết Bụt là ai thì mình cũng biết mình là ai. Con đã tìm thấy Thế Tôn. Con đã tìm thấy Thế Tôn. Con đã tìm ra Thế Tôn. Con đã tìm ra con. Hai câu đó nó phải đi đôi. Hết tìm ra con thì tìm ra Thế Tôn. Mà hết tìm ra Thế Tôn là tìm ra con. Và Bụt không phải là một cái thực thể ở ngoài mình đi tìm con. Vì vậy cho nên cái câu này nó có nghĩa là Bụt ở đâu? Nó có nghĩa là thầy có biết gì về Bụt đâu mà thầy nói. If you think that you know who the Buddha is, you are wrong. Câu nói nó có nghĩa như vậy. Bụt ở đâu? Vì tài chú nói không có được. Tại vì đây không phải là lĩnh vực của sự tư duy nữa. Tại vì đó chỉ có thể tung hành được trong lĩnh vực tư duy thôi. Nhưng mà sắp trần với thiền sư thì con đường tư duy nó bị cắt đứt. Trong thiền gọi là ngôn ngữ đạo đoạn. Đạo tức là con đường ngôn ngữ nó bị cắt đứt. The path of thinking is cut. Thì người kia đó có làm ăn gì được nữa. Người kia tung hoành trong cái lĩnh vực của ngôn ngữ và của suy tư. Và tới thiền sư âm tế thì thiền sư cắt đứt con đường đó. Thành ra nói cái gì được nữa. Vì tổ chức không nói được. Sư bảo có quan thường thì ở đây mà thầy lại muốn gạt ông thầy tu già này hả? Thầy muốn tung hoành trong lĩnh vực tư tưởng đại đường tài của thầy hả? Rút lui mau để chỗ cho người khác hỏi. Anh giỏi Phật Pháp lắm. Anh thao thao bất tuyệt. Nên chỗ này không phải là để cho anh diễn võ dương oai. Anh show off cái kiến thức Phật giáo với anh. Chỗ này là cái chỗ làm thế nào để cho cái ánh sáng, cái lửa ánh sáng nó xẹt ra và đốt cháy được cái bức bằng vô minh. Chứ không phải là để trình bày và trình diễn cái kiến thức Phật học thâm minh của mình để cho người khác hỏi. Thầy làm cho tôi mất thiền, thầy làm cho đại chúng mất thiền, rút lui đi để cho người khác để hỏi. Thiền sư lại nói vì việc lớn cho nên chúng ta mới thiết lập ra buổi tiệc pháp hôm nay. Cái ý định là thết đại tại có quan thường thị. Nhà chính trị họ đâu có thời giờ nhiều. Rồi họ tới đây mình muốn cho họ ăn một bữa ăn ngon. Nhưng mà tới mình dọn ra toàn rác rưởi không được. Vì việc lớn cho nên chúng ta mới thiết lập ra buổi tiệc pháp hôm nay. Còn ai muốn hỏi hay nói gì nữa không? Hãy mau ra đây. Đồ giảm nữa. Thấy như vậy là sợ quýnh rồi đâu dám ra nữa. Tôi nói cho quý vị biết, khi mà quý vị vừa mở miệng ra thì quý vị đã đánh mất cái liên hệ rồi. Way off or la question. Tại sao? Quý vị có từng nghe Đức Thế Tôn nói rằng pháp nó không có dính líu tới văn tự hay không? Những cái thuyên giải, những cái đàm luận của quý vị nó không phải là pháp. Nó không có dính líu tới văn tự. Không thuộc nhân, cũng không có do duyên hay không? Tức là pháp không phải là cái mà người ta có thể tìm cầu được. Giống như là
gieo một hạt bắp thì sẽ được cái bắp. Pháp không phải như vậy. Không, nó không có nhân, không có duyên. Pháp là cái sự thật. Nó biểu hiện hay là không biểu hiện thôi. Chỉ vì đức tin của quý vị nơi tự thân còn chưa tới. Cho nên hôm nay chúng ta chỉ có được những dây leo ký sinh, chỉ có tác dụng làm ống trệ cái tâm của quan thường thị và của các quan khác, và làm cho Phật tính của quý vị ấy thêm lu mờ. Tốt hơn là nên rút lui. Cái chữ tin này á, chỉ vì đức tin của quý vị nơi tự thân còn chưa tới, chữ tin này mình phải dịch là confidence. Mình không có nên dịch là faith, không dịch là la foi. Cái này là cái niềm tin nơi cái khả năng của tự thân, nơi cái Phật tánh trong con người của mình, nơi cái hạt giống của giác ngộ đang có. Nếu mình có tin vào cái đó thì mình đâu có đi tìm, đi tìm bằng con đường của kiến thức khái niệm nữa. Mình đâu có nghĩ rằng buộc lòng cái thực thể bên ngoài mình làm con số không. Vì vậy cho nên cái niềm tin nơi cái Phật tính của mình, nơi khả năng giác ngộ của mình, tức là cái nền tảng của sự thành công. Nếu thiếu cái đức tin đó, chỉ là một người ăn mày thôi, thì không thể nào thành công được. Ăn mày trí tuệ, ăn mày từ bi, ăn mày hạnh phúc thì không có thành công được. Không phải là tác phong của thiền giả. Và tại vì tất cả đều do, tại vì chúng ta, tại vì quý vị không có cái niềm tin đó, cho nên quý vị mới đi tìm cầu như vậy. Và rốt cuộc những cái gì chúng ta chế tác ra được toàn là những cái dây leo ký sinh, những cái vai, những cái plăng từ crampon. Cái đó gọi là cát đành. Danh từ thiền là cát đành, là những cái dây leo bờ diễn. Nó che lấp cái thân cây đẹp đẽ, cái thân bồ đề đẹp. Ở đây mình dịch là những lời nói lẽ. Và trong những cái buổi pháp đàm, trong buổi pháp thoại, mình có thể đưa ra toàn là những cát đành. Không có ích lợi gì cho mình và không ích lợi cho người thiền sinh. Những cái đó, những cái lời nói đó, nó chỉ có tác dụng làm ống trệ cái tâm quan thường thị của các quan khác, và làm cho Phật tính nơi quý vị đó thêm lu mờ. Tốt hơn là nên rút lui. Cái buổi tiệc pháp này hoàn toàn thất bại. Vậy thì khi mà mình đọc cái đoạn này, mình có thất bại hay không? Thất bại là thất bại với ai? Và có thể khi mình đọc những cái đoạn này, mình đạt tới những cái mà những người trong đơn sự không có đạt tới. Mình không có tiếp nhận những cái cát đằng, những cái dây leo. Là mình có thể thành công được, tại tổ đang nói với mình. Mình đang ở trong cái pháp hội của tổ. Tổ đang hét. Tổ đang trừng mắt nhìn mình. Là mình có thể làm ăn hay hơn cái ông tòa chủ này, cái ông Đa Ma Tích Sa này. Và sướng hơn nữa là mình đang được ngồi. Tại trong pháp hội của tổ, mọi người phải đứng. Rồi thiền sư hét lên. Đó là tiếng hét cuối cùng của cái buổi tham vấn. Hét lên và nói: ô, những cái người có niềm tin bạc nhược kia ơi, bỏ ra cả ngày để chỉ nói quan nói lại như vậy thì cũng vô ích thôi. Quý vị đứng lâu mỏi chân rồi, về xin tạm biệt. You have been standing too long. You are tired. Goodbye. Chữ xin tạm biệt là dịch chữ trân trọng. Chữ trân trọng, chữ nho, nó có nghĩa là take good care of yourself.